Xin chào anh em, xin chào quý vị, xin chào các bạn. Trong phân khúc SUV crossover loanh quanh 1 tỷ ấy, thì chúng ta có khá nhiều sự lựa chọn, nào là Santa Fe, CR-V, CX-5, Outlander, X-Trail vân vân. Tuy nhiên chọn mẫu xe nào đôi khi chúng ta có cái số tiền đấy cũng khá là băn khoăn. Thì trong chương trình ngày hôm nay thì tôi có mời anh Kiên. Và anh Kiên đã xuất hiện trong rất nhiều những cái chương trình của chúng ta rồi về cái xe đã qua sử dụng, và tất nhiên anh cũng có về rất nhiều kinh nghiệm về xe mới. Thì trong chương trình ngày hôm nay chúng ta hãy cùng phân hạng nhé, một cách tương đối ấy, theo các tiêu chí như là thiết kế, tiện ích, vận hành, trang bị an toàn, rồi là trong quá trình sử dụng và giá trị bán lại. Giá trị bán lại thì anh Kiên tôi tin chắc rằng nắm rất rõ. Và 5 cái sản phẩm tôi đưa ra cụ thể trong cái chủ đề ngày hôm nay đấy chính là Hyundai Santa Fe. Hyundai Santa Fe đời cuối của 2018, phong cuối của 2018, Honda CR-V, Mazda CX-5, Nissan X-Trail và Mitsubishi Outlander, để cho nó qua một cái thời gian là đủ 1 năm tuổi để anh có thể có được những cái thông tin chính xác hơn. Còn các bạn, nếu như các bạn mà muốn, hãy đừng rời khỏi màn hình nhé, đừng rời khỏi, để cuối cùng chúng tôi cũng sẽ đưa ra các cái ý kiến quan điểm về xếp hạng với cả Santa Fe vừa mới ra mắt mà bia kèm lạc rất nổi tiếng vừa rồi đấy. Và có lẽ là thôi, cũng như việc giới thiệu xe, đánh giá một cái xe, cảm nhận một cái xe, thì cái đầu tiên là tôi muốn hỏi anh Kiên rằng là về cái thiết kế của các cái dòng xe này. Đầu tiên là Santa Fe với cả CR-V rồi CX-5 và Outlander, X-Trail, thì anh có đánh giá, có một cái phân hạng nào cụ thể không? Chúng tôi sẽ cho hiển thị lên màn hình cái phần anh Kiên. Vâng, xin chào quý vị và các bạn. Rất vui là ngày hôm nay chúng tôi lại có mặt ở đây để cùng chia sẻ với quý vị và các bạn những cái thông tin hữu ích, rồi những cái sự lựa chọn cho một cái phân khúc rất là hot, đó chính là crossover và SUV. Thì ở đây anh Hùng có đưa ra 5 mẫu xe, gần như là 5 mẫu này là 5 mẫu hot nhất trong thị trường, và gần như là cũng làm đau đầu nhất khi mà chúng ta chuẩn bị xuống tiền để lựa chọn. Vì đây là khi mà lựa chọn thì chúng ta, khi mà mua xe thì nó cũng như là chúng ta chọn vợ ấy, nó không có sự thay đổi nhiều. Tất nhiên là vẫn có người mua đi bán lại rồi đi một vài năm, nhưng mà thường là khi đã chọn thì chúng ta sẽ chọn nó với một khoảng thời gian từ 3 đến 5 năm sử dụng. Thì ngày hôm nay 5 mẫu xe này thì tôi và anh Hùng sẽ cùng nhau mổ xẻ mọi vấn đề để quý vị là người có sự lựa chọn đúng đắn nhất và có cái tiêu chí phù hợp nhất với cái mục đích sử dụng của mình. Đó. Thì đầu tiên như anh Hùng có hỏi là về cái thiết kế bên ngoài, xếp hạng về thiết kế và cái trang bị bên ngoài. Đúng rồi. Đấy. Cái này là cái mà cũng rất là hay, bởi vì anh Hùng một ý, tôi cũng một ý, mỗi người lại có một cái gu khác nhau. Chúng ta sẽ đi từng mẫu đi thì sẽ hợp lý hơn. Rồi. Về chiếc Santa Fe model 2018 thì nó một cái gì đấy đã quá quen thuộc với mọi người rồi, từ những năm 2012 thì những chiếc xe nhập đầu tiên đã được về với Việt Nam, và đến năm 2015 thì có thay đổi một chút, và đến 2016 thì có thay đổi một chút giữa xe nhập và xe lắp ráp. Đến 2016 đến 2018 đó chính là giữ nguyên cái thiết kế đó cho tới đến khi clear cái mẫu đấy đi. Về Santa Fe thì mọi người, theo tôi đánh giá thì nó là một mẫu xe tổng hòa, tức là nam chạy cũng được mà nữ chạy cũng được, nó cũng vừa mềm mại, nó lại vừa khỏe khoắn, nó rất là có một cái gì đấy gọi là chiếc xe quốc dân kiểu như thế của một chiếc SUV khi mà nhắc tới với cái hạng 7 chỗ và tầm tiền loanh quanh là 1,5 tỷ quay trở lại. Thế còn CR-V với cả... CR-V ở mẫu 2017 thì cũng đã được thay đổi hoàn toàn. Thì chiếc CR-V nó mang dáng dấp của một chiếc xe gì đấy nó mềm mại hơn một chút so với cái mẫu mà 2015. Anh có thể thấy là cái phần đầu của xe ấy, là nó sẽ mềm mại hơn một chút. Phần đuôi nó cũng mềm hơn. Đúng rồi, phần đuôi nó thiết kế 2 khối lép ở đằng sau, nhìn trông nó cũng đại khái là mọi người mà thích cái sự thay đổi so với cái mẫu cũ thì CR-V nó đáp ứng được, bởi vì nó đã thay đổi hoàn toàn so với thiết kế của cái mẫu năm 2016, 15, 14, 13, 12, 11 trước. Đó, cái chiếc CR-V thì nó cũng dành cho cả nam cả nữ đều rất ok. Nó là một mẫu chiếc xe cũng tương đối là dễ di chuyển khi mà anh đi trong phố, nó khá là nhẹ nhàng và linh hoạt. Xét về cái tiêu chí đẹp thì mỗi người lại có một cái tiêu chí khác nhau. Từ trước đến giờ CR-V lẫn với Santa Fe nó luôn có một cái cuộc gọi là ganh đua kể cả nước ngoài chứ không gì đến thị trường Việt Nam. Còn CX-5 thì thực sự nó là một mẫu xe thiên về cho giới trẻ. Anh Hùng có thể đấy, khi mà đi ra ngoài đường ấy, nữ đi bước xuống rất đẹp, rất xinh xắn và rất màu trắng luôn, màu trắng rất trẻ trung và rất là có một gì đấy, cũng gọi là một chiếc xe sang. Mà nam đi cũng ok, thường là những cái bạn mà khoảng từ 30 trở lại thì thường mọi người lại rất thích xe X5, bởi vì nó trẻ trung. Đúng là thực sự là nhìn xe X5 nó quá bắt mắt, nó rất là hợp. Còn Outlander thì nó lại là một chiếc xe, nếu mà như theo tôi cảm nhận thì nó là một chiếc xe mang về cái tính đàn ông và khỏe khoắn. Anh có thể thấy là nữ đi cái đấy thì thực sự nữ đi nó sẽ đúng rồi, nó sẽ có một cái gì đấy hơi khô khô và kiểu gì đấy nó hơi cứng. Còn nam giới đi thì nó lại rất là ok, với cái lưới tản nhiệt vát xuống rất là hầm hố và đẹp. Có cái gì đấy liên tưởng hơi lách lách, đúng rồi, hơi lách sượt. Còn X-Trail thì cũng vậy, nó cũng thiên về mẫu cơ bắp và dành cho những nam là chính. Tất nhiên là xe nam, xe ô tô thì nam nữ đi đều ok, nhưng mà chúng ta đang đánh giá ở cái góc độ là bước từ cái xe xuống và cái sự lựa chọn. Thực ra X-Trail thì ở thị trường quốc tế trên thành công, nó rất thành công. Đúng rồi. Nhưng tại Việt Nam nhiều người còn băn khoăn về cái thiết kế của nó. Đúng rồi. Đấy. Đúng rồi. Vậy thì cái xếp hạng của anh, anh có thể xếp hạng thứ tự 1, 2, 3, 4, thậm chí 2-3 xe cùng một nhóm cũng được, không sao cả. Cái xếp hạng về cái thiết kế thôi, về cái đánh giá về cái mảng thiết kế. Đúng rồi, nếu mà quan điểm về đánh giá thiết kế dựa trên quan điểm cá nhân nhá. Đây hoàn toàn là Santa Fe là vỏ cũ nhá. Đúng rồi. Đây dựa trên là hoàn toàn cá nhân thì cái tiêu chí của em đầu tiên là CX-5. CX-5 đúng rồi, về thiết kế rất đẹp. Sau đó là đến Santa Fe. Santa Fe. Đúng rồi, sau đó là đến CR-V và Outlander và X-Trail. Outlander và X-Trail là thôi là đồng hạng đúng không? Đúng rồi. Đúng rồi. Cái này là tiêu chí đúng rồi, đây là chúng ta xét về cái tiêu chí độ đẹp và độ hot nó đúng rồi. Và Kiên năm nay là bao nhiêu tuổi nhỉ? Em sinh năm 90. Ui, đấy. Bảo sao là CX-5. Đúng rồi. Như quan điểm của mình ấy thì thực sự là nếu như xét về cùng cái thời như cái tiêu chí mình đưa ra đấy thì mình sẽ là CR-V trước. Đúng rồi. Sau đấy sẽ đến Santa Fe. Dạ. Sau đấy là Outlander với CX-5 với X-Trail. Đúng rồi. Cái này nó là cái quan điểm của cá nhân mỗi từng người. Chúng ta chỉ gọi là dựa trên. Nhưng mà nếu vợ mình ấy thì là CX-5 luôn. Nhiều khi đấy bạn mình là đi ra mua là vợ chỉ CX-5 luôn, chồng thích con khác chỉ CX-5 luôn. Dạ. Mua CX-5 chứ còn gì nữa. Cấm cãi. Đấy là thật. Đấy là câu chuyện nó rất thật. Vâng. Thì đây là thực sự đó là cái về mặt thiết. Bây giờ đến thực ra về cái trang bị thì về đèn rồi vân vân ấy thì có gì đấy là bởi vì những cái xe đôi khi là CR-V nó loanh quanh một năm ấy thì nó sẽ đổi rồi, nó sang cái phọc mới rồi. Được. Thì nó sẽ được trang bị toàn bộ là LED rồi mấy LED đấy, mấy LED trên một bóng vân vân đấy. Thì nó trông nó ngon. Còn ví dụ như là ngay cả Santa Fe mới thì nó cũng chỉ dùng bi LED thôi. Đúng rồi. Đời mới thì gần như là cái cụm đèn gần như nó sẽ na ná nhau. Bây giờ về cái trang bị khác biệt gì nó là tương đối là đúng rồi. Về cái phần mà tiêu chí thứ hai chúng ta sẽ cùng xếp hạng, đấy là cùng chia sẻ và xếp hạng, đấy là cabin và trang bị nội thất. Thì chúng ta cũng cứ lần lượt như chính cái của Kiên đã chia sẻ. Về đầu tiên là cũng là chiếc Santa Fe. Thì Santa Fe thì nó cũng là một chiếc xe gì đấy quá là quen mắt khi mà từ năm 2012 nó đã ra mắt rồi. Thì nó bổ sung những cái tính năng vào những cái vị trí còn thiếu ở trên những cái chiếc xe đời cũ. Thì Santa Fe thì nội thất ở bên trong nó bình thường như vào những chiếc xe khác. Nó cũng là có một cái màn trung tâm rồi kéo dọc xuống là bố trí những cái nút để làm điều sao cho âm thanh rồi đúng không? Đúng rồi, để sao cho mọi người dễ dùng và dễ sử dụng. Thì Santa Fe nó không có cái gì quá đặc biệt. Tiếp theo, CX-5 thì thực sự là em rất là khâm phục cái thiết kế của Mazda. Tức là luôn thay đổi và tiếp nhận những cái mới và update nó vào những cái model ra sau. Tạo cho người dùng có một cái cảm giác là luôn được thay đổi và luôn muốn bán cái chiếc xe cũ đi để mua chiếc xe mới. Đó, khi mà mọi người giỏi. Đúng rồi, người ta rất là hiểu giỏi của người tiêu dùng. Và anh có thể thấy là khi mà cái thiết kế của cái chiếc bên nội thất của CX-5 khi mà người ta bước vào thì khi mà người tiêu dùng mà bước vào ấy thì người ta có cảm giác đó chính là rất giống những chiếc xe Đức. Một cụm giải dài kéo lên trên và một cái màn hình nổi lên rất là đẹp. Phanh tay điện tử rồi thì những cái tính năng xoay núm màn hình hiển thị cảm rất đẹp, hỗ trợ chệch làn rồi là cảm cảnh báo điểm mù vân vân, rất nhiều thứ ở trên một chiếc con CX-5. Và tiếp theo là Outlander. Outlander thì nó có một cái gì đấy đúng mang tính chất xe Nhật. Tức là anh thấy không? Nó rất là đơn giản và nhìn gọi là như nào nhỉ? Gọi là hơi chậm update so với thời đại. Nói thẳng nó là như thế, khi mà tất cả những hãng xe lười, đúng là lười, chậm update gọi là thế cho nó bị kêu mỗi cái hàng gió kiểu gió mà mãi mới làm đấy. Đúng rồi. Và cái khi anh nhìn thấy thì nó hơi đơn giản. Những cái xe này thì thường đúng là khi mà ví dụ ở tầm tuổi anh thì anh bảo thôi mình đi mình chỉ cần cái khả năng vận hành và cái êm ái thôi, chứ mình option mình vào mình không dùng hết. Thì đấy, thì những cái tiệm khách hàng như thế người ta lại chọn những như thế. Ví dụ như em đi mua thì em vào vát nó mở sinh năm ngập tràn những cái nút nhiều thứ lên, nó buổi tối nó rất là đẹp. Đó, thì Outlander thì hơi đuối về cái mặt thiết kế. Nói chung nó sẽ khách giả hơn. Đúng rồi. Còn về chiếc CR-V, CR-V thì cũng đã có thay đổi. Tức là so với mẫu cũ cũng đơn giản, nhưng đúng những cái chiếc xe Nhật mà người Nhật thiết kế, chuẩn của Honda. Chuẩn của Honda. Và cái ngôn ngữ thiết kế của người Nhật cũng là tối đa hóa, đơn giản hóa. Thì CR-V thì cũng vậy, anh có thể thấy đó chính là cái sự đơn giản, nhưng mà nó cũng có đầy đủ những cái option mà cần thiết để khi mà mọi người mà lên xe thì trải nghiệm đó. Còn về X-Trail thì rõ ràng là em cho đến bây giờ em không hiểu là tại sao trên cái bản 2.5 SV lại trang điểm thêm một tí đỏ đỏ. Đây là cái bản limited edition. Đây. Nó có một cái gì đấy, nó nếu là cá nhân em thì em lại thấy nó hơi loẹt loẹt và hơi đồng bóng. Thực sự nhưng mà cái bản đấy bản limit mà bây giờ nó bỏ rồi mà. Đúng rồi. Đấy. Thì ý em nói là đang khi mà so sánh cái lúc mà ra mắt đấy. Và bây giờ thì nó là chrome ở mạng chrome. Đúng rồi, đấy. Và thì nó sang trọng hơn. Nhưng mà thường là những chiếc xe Nhật thì chúng ta không có mỗi xe năm là thay đổi. Còn lại là các hãng còn lại thì họ đi theo cái lối cũ là tối giản. Và chúng ta cũng không có nhiều cái gì, mỗi cũng vẫn là mỗi người một gu thôi. Đấy, chỉ có CX-5 là được đánh giá cao nhất ở trong cái khoang cabin này, là đẹp nhất. Cái bình chọn của anh về đấy, thứ tự sắp xếp đây, các bạn có thể theo dõi ngay trên màn hình, chúng tôi sẽ hiển thị dần. Đúng trong rồi. Cái phần nếu mà nội thất và trang bị nhá. Nội thất và trang bị thì em vẫn đánh giá là CX-5 là CX-5 số 1. CX-5 số 1. Đó, sau đến là Santa Fe về cái sự rộng rãi và tiện ích khi dùng. Rồi. Và tiếp theo là CR-V. CR-V. Dạ vâng. Và tiếp theo là Outlander và X-Trail và Outlander đúng không? Đúng rồi. Thực ra thì cái này mình chỉ có thay đổi với cái quan điểm của mình ấy, thì mình vẫn là cũng như kia thôi là CX-5. Vâng. CR-V với cả Santa Fe thì nếu mà phỏ cũ thì mình nghĩ là mình lại đánh giá mình sẽ thích cái CR-V mới hơn là cái San cũ. Đúng rồi. Kể cả thiết kế ngoại cũng thế, nó vẫn nó bị cái phần dưới nó cứ tủ, nó bị to quá, nặng nề. Còn đúng là cái X-Trail và cái Outlander mình cũng xếp chung một nhóm. Vâng. Ok. Về cái vận hành và trang bị an toàn, cái này là một cái phần mà mình nghĩ là phải chia sẻ khá kỹ một chút, bởi vì cả Kiên cả mình đều chạy các cái dòng xe này, thậm chí không chỉ chạy một mà chạy nhiều ngày rồi. Đúng rồi. Đấy thì mời Kiên là cho ý kiến trước, sau đây chúng ta cùng phân hạng